Got your safety boots on there. Có chế độ ví dụ mình bật chìa khóa rồi đúng không, đây là tắt chìa khóa này, bật này, rồi ở đây nó sẽ có chỗ này nữa nè, off chế rinh nè, off thì mình tắt nè, rinh là mình chạy nè. Ở đây á, cái xe này là cái số nè, cái số là dặm đằng sau ha, đằng sau bốn số đằng sau, trả về là trả về đằng trước ha. Đó. Ok, và bây giờ mình chạy vòng vòng tiếp nha. Trả về là cũng trả về đằng trước luôn.
Sicily. Hello, xin chào các bạn. Thì em mình mới đi tập lái chạy xe Honda, mà xe Honda là phân khối nhỏ. Theo bạn mình nói thì tại vì mình có một bằng lái xe Honda ở Việt Nam. Thì ở trên cái bằng lái người ta có ghi tiếng Anh, là ví dụ là cái bằng lái của mình được phép lái xe là từ bao nhiêu xi lanh đến bao nhiêu xi lanh ha, y như là cái phân khối của cái xe á. Thì cái xe nhỏ của bạn mình á, thì cái xe đó hình như là phân khối nhỏ cho nên là mình được phép chạy. Còn ở đây có những cái xe mô tô mà lớn thì nó là phân khối lớn, thì mình không có được phép chạy những xe đó. Cho nên hồi nãy lái cái xe nhỏ chạy, mà hồi nãy mình hôm qua hôm kia là mình tập chạy dạng là những cái đường nhỏ gần nhà thôi, những cái đường nhánh nhỏ nhỏ thôi. Thì hồi nãy mình hồi sáng mà mình có tập ở đường nhánh, xong sau đó là mới hồi nãy là mình mới chạy ra cái đường lớn luôn. Đường lớn là những có cái đường dạng là một chiều mà nó có hai làn xe, rồi qua những ngay chỗ mấy cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ lớn luôn ha. Thì mình chạy thử một khúc nhỏ gần nhà thôi, nhưng mà cảm giác rất là run, nhưng mà cảm giác rất là thích thú á, kiểu vậy á. Xong rồi how you feeling, honey? I'm feeling very well. Yeah. I enjoyed my run this morning. Yeah. Felt good. Went a bit further. Went about 25 minutes today. 20 minutes yesterday. So, yeah, that was good. Enjoyed it. Nói chung là mình chạy để cho quen cái đường ấy, phải quen cái cách chạy ở đây á. Tại vì ở đây người ta chạy bên tay trái, rồi cái cách chạy người ta cũng khác ở bên Việt Nam nữa, cho nên mình phải tập ở đây, mình tập từ từ. Mới đầu mình phải tập với cái xe trước nữa, tại vì khi mình chạy cái xe nào mình phải quen với cái xe đó trước, sau đó là mình quen với cái đường, quen với cái cách chạy, sau đó thì mình mới có thể chạy nhanh được. Cho nên mới đầu mình sẽ chạy chậm để cho nó quen á. Ở đây cái xe Honda. Honey, so motorbike. So usually motorbike same the motorbike I ride. The under. Yeah. On the motorbike like that, or different? Well, the automatic transmission, like those ones without a clutch, are typically just down, or up. Yeah. About that. Okay, so this is your moto's registration certificate. So that means it's licensed to ride on the road. So it's covered for insurance. Yeah. In the event of you hit someone, a pedestrian, yeah, or someone walking and you hit them, you're covered by the insurance, because it's licensed, the bike is registered. Yeah. So that was where I used to live. Yeah. And this is where I now live. And okay. My phone number. Yeah, okay. So if, for example, the police saw a young student look very young student. Look like a young student riding a big moto. Yeah. And they say, woo, woo, woo. Ah. Pull you over. Ah. And say, what's your name? Who are you? Whose bike is it? And all that. You pull out your license. Yeah. And you show them on the back that you can ride up to 175cc. Yeah. And that this will be under the seat. Mm. And you'll be able to pull this out and say it's licensed in the Northern Territory. Yeah. And it's just come down here
last week. Mm. You get 3 months mm. to transfer it. Mm. Okay? So it's just got here last week mm. and you're out doing some riding practice. If you want to speak to the owner, yeah, you yeah. call this number. Okay. All right? Yep. Thì hồi nãy mình chạy ngoài đó đó, thì nói chung là cảm giác nó cũng rất là thích thú mà cũng cảm giác rất là sợ, ý là sợ chạy không biết làm sao. Xong rồi nhưng mà ý là mình chạy một đoạn ngắn thôi, mình qua chủ yếu là mình sẽ tập qua cái mấy cái ngã tư á, đèn xanh đèn đỏ rồi đó, tại vì đèn xanh đèn đỏ nó cũng hơi khác so với Việt Nam á, thì cho nên là mình muốn chạy qua để mình nhớ. Rồi xong rồi chạy về bắt đầu là mình mới hỏi, cái nào mình không có rành á mình sẽ hỏi bạn mình đây nè. Đây bạn mình vẽ một cái ví dụ đầu tiên nha, ví dụ là single plane ha, tức là cái đường này là sẽ là đường có một con đường, mình sẽ là được ý là chạy hai chiều trên một con đường á, thì mình không biết kêu là cái này là con đường đường hai chiều hay là đường một chiều, quên mất tiêu rồi. Những này là đường hai chiều hay gì á, tức là trên một con đường nó sẽ có giải phân cách là một bên chạy tới và một bên đi, một bên đến nha, ý là hai chiều đó đối lập nhau, thì mình sẽ chạy như thế nào. Theo ví dụ giờ mình đang ở đây đúng không, mình đang ở đây, mình đang trên một con đường nhỏ, mình đi qua một con đường lớn, thì trước tiên mình muốn đi qua con đường lớn mình phải dừng ngay chỗ cái giao nhau nè. Rồi mình sẽ nhìn ở đây người ta chạy bên tay trái đúng không, thì cái làn cái người mà cái xe mà gần mình nhất á nó sẽ bên tay phải mình, tức là cái bên đây nè là cái người ta sẽ đi bên đây tới, là mình sẽ nhìn qua cái bên tay phải của mình là cái làn đường này. Ví dụ như là ở đường này nó không có xe, cái trên này chỗ này nó không có xe hoặc là xe rất là xa ở chỗ này, thì mình sẽ chạy, mình sẽ nhìn đây trước nếu mà không có xe đúng không, mình sẽ chạy tới nửa cái con đường, là nửa con đường này, rồi mình sẽ nhìn phía ngược lại là nhìn phía bên này là xe nó sẽ chạy bên này tới đó. Ví dụ bên này nó không có xe thì mình mới quẹo, mình quẹo thì mình cũng sẽ chạy theo cái lề bên tay trái ha. Ví dụ con đường nó rộng như đây thì mình sẽ chạy bên tay trái, mình sẽ chạy vô bên tay trái. Đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai mình không hiểu nè, là nãy ra cái đường lớn nè, tức là cái đường này nó sẽ là một con đường lớn cho một chiều đi thôi, là một chiều này đi, nhưng mà con đường này lớn nó sẽ có hai làn đường, nó có hai làn đường ha, mình ví dụ hai làn đường, thì mình hỏi bạn mình là bây giờ mình sẽ chạy phía bên này hay là mình sẽ chạy phía bên này nó sẽ an toàn hơn ha. Thì bạn mình nói á, cái phía ví dụ bây giờ ha, bây giờ mình ở đây thì nó sẽ có hai con đường, một cái con đường bự này là có xe đi về đây, rồi một cái con đường bự này xe đi hướng này đó. Ở đây là cái chỗ dạng là bụi cỏ gì đó ngăn cách á đó. Thì bây giờ mình con đường nhỏ mình ở đây, bây giờ mình sẽ muốn đi qua cái đường này, tức là mình muốn quẹo bên tay trái đúng không, mình muốn quẹo bên tay trái đúng không, thì bây giờ mình sẽ ở đây, mình chạy tới đây đúng không, mình sẽ ngừng ở đây trước, ngừng ở chỗ giao nhau này, mình sẽ nhìn phía bên này cái xe bên đây tới không, tức là bên tay phải của mình á là cái xe này nó có đây đang tới không, nếu mà không có xe tới mình sẽ chạy qua phía bên đây đó. Rồi mình đến đây là ngay chỗ mà cái giữa cái ngăn cách á, giữa hai con đường này á, thì ở đây mình sẽ ngừng ở chỗ này tiếp, ngừng ở chỗ này. Rồi mình xem cái chiều đi của cái xe nó đi qua tới nè, tại đây là bên tay trái đúng không? Mình chạy, nếu mình muốn quẹo bên tay phải thì mình phải quẹo qua cái đường này, mình chạy qua bên đường này. Đó, thì mình sẽ ngừng ở đây tiếp. Mình sẽ xem là có cái xe nào nó chạy bên này qua không?
Nếu mà không có xe là mình bên trạm này qua thì mình mới đầu mình sẽ quẹo, rồi mình quẹo thẳng qua đây luôn. Tức là con đường này nó sẽ có hai làn đường. Một làn đường đây á, là cho dành cho xe nó chạy nhanh á. Là bên đây là làn đường xe nó chạy chậm hơn xíu. Nếu mà xe nào nó muốn chạy nhanh thì nó sẽ đi qua đường đường này để chạy. Cho nên nếu nếu mà hai cái làn đường này mà không có xe luôn á, mình sẽ chạy qua bên đây luôn. Là mình sẽ chạy ngay chỗ này, đi theo bên lề, lề trái luôn. Đó, thì cái bên lề đường này xe nó chạy chậm cho nên nó sẽ an toàn hơn. Đó, còn nếu mà trường hợp mà bên đây nó có xe đang chạy cái làn đường này á, thì mình sẽ quẹo bên đây trước, mình sẽ chạy lên làn này thì trước. Rồi mình coi coi nếu mà cái bên đây nó không có xe á, mình sẽ chạy từ từ qua cái làn đường bên này cho nó an toàn. Đó, nó là vậy. Rồi, với lại á, mình thấy ở cái ngã tư bự đó đó. Nè, ví dụ đây là ngã tư đúng không? Ngã tư bự nó cũng là hai làn đường luôn. Đó. Đây là bụi cỏ ha, đây là bụi cỏ nha. Đây, ở đây là bụi cỏ ha. Ở đây là bụi cỏ. Đây là ngã tư. Đó. Đây, ngã tư nè, quẹo nè. Đó. Ngã tư nè, quẹo nè. Đó. Thì ở đây à, cái làn đường này làn đường đi nè, cái làn này này về nè, rồi cái làn đường này cũng là cái làn đường đi nè. Đó, ở đây là bụi cỏ nè. Đây làn đường đi, làn đường về ha, vẽ hơi xấu các bạn. Đó thì hồi nãy là mình đứng ngay đây đúng không? Thường á nó tới gần tới cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nó sẽ chia thành ba làn đường. Một làn đường cho cái người mà muốn đi thẳng, là mình ví dụ giờ mình đang đi phía bên trái đúng không, mình muốn đi thẳng qua cái ngã tư này, mình sẽ tấp vô giữa, là vô cái đường giữa. Tại vì ở trên cái làn đường á, người ta cũng có đánh mũi tên. Ví dụ là cái mũi tên là đi thẳng, nó sẽ đánh đi thẳng. Rồi phía này nó sẽ đánh là quẹo. Cái mũi tên quẹo, mũi tên quẹo nó thường là vậy. Quẹo trái, còn đây là mũi tên quẹo phải, đúng không? Đó, ví dụ mà giờ mình muốn quẹo bên tay trái, thì mình sẽ cập qua cái đường lề bên trái, chỗ mà nó có cái mũi tên này. Còn nếu mình muốn quẹo bên tay phải thì mình sẽ cập vô cái đường bên tay phải. Còn hồi nãy mình đi thẳng là mình sẽ vô cái đường giữa. Rồi mình đợi cái đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh. Đó là mình chạy, chạy thẳng qua. Còn ví dụ mà đèn tại ở đây á, ví dụ cái đèn nó sẽ nháy, tức là nó sẽ cho phép quẹo trước. Ví dụ quẹo đúng không? Thì nó sẽ quẹo trước mấy cái hàng đi thẳng, mấy người đi thẳng là phải đứng lại, là sẽ quẹo trước, xong rồi bắt đầu hao quẹo xong rồi cho mấy người đi thẳng đi, là mấy cái người quẹo là sẽ đứng lại, nó sẽ phân ra như vậy, nó sẽ dễ hơn. Còn ví dụ ở thành phố mình thấy hình như không biết là có chưa, tại hình thành phố Hồ Chí Minh mình ít đi á, là không biết là người ta có phân đường như thế này không, nhưng mà Bình Dương thì mình thấy là như là phân chung á, ví dụ là đèn đỏ cái là quẹo. Đèn xanh cái là cái người đi thẳng rồi người ta muốn quẹo thì cũng đi luôn, đi chung luôn. Còn này không có nha, là nó sẽ phân ra cái người đi quẹo trước, nó sẽ nháy đèn xanh cho người quẹo đi trước, ở đầu mấy người mà đi thẳng sẽ ngừng lại. Rồi xíu nữa cái người mà đi thẳng á, đèn xanh thì cái người đi thẳng đi, cái người quẹo sẽ ngừng lại, thì như vậy nó sẽ an toàn hơn ha. Đó, nhưng mà đặc biệt ở đây mình thấy đèn xanh đèn đỏ người ta không có báo hiệu lệnh là cái thời gian. Ví dụ ở Việt Nam là người ta để là ví dụ 30 giây là nó nhảy số, là giảm từ từ. Còn bên đây nó không có nhảy số vậy đó, nó sẽ ví dụ đèn xanh cái đèn qua đèn đỏ luôn, nó không có báo hiệu là còn bao nhiêu giây nữa ha, cái kiểu vậy. Cho nên là đó, mình thấy đó là thấy sự khác nhau quá. Rồi, ok. Bây giờ vẫn còn run các bạn, vẫn còn run. Thứ nhất là dạng là
hơi lo lắng. Thứ hai là thời tiết vẫn rất là lạnh. Chạy ra đường mà trời gió thổi nó lạnh rung luôn á. Ok, thì cái video này là mình muốn chia sẻ để các bạn nào mà diễn là ý là chưa biết á, hoặc là đây là cái ý là những thứ mà mình làm ở đây khi mình đi du lịch tới đây, thì mình muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết. Ok, và cái video này thì mình tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem, và tại vì còn hơi run, chạy ngoài hơi run gì vẫn còn lạnh á, cho nên cái giọng mình nó còn hơi run á. Ok, chào tạm biệt các bạn nhé.